Ngày 6 tháng 4, Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Lục Ngạn, đơn vị thành viên của Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 6 2021-2024. Tham dự đại hội, về phía Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam có tiến sĩ Nguyễn Xuân Lai, Tổng thư ký hội, bà Phạm Thị Xuân, Phó Chủ tịch hội, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch hội, Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Cuộc sống, ông Hoàng Cường Quốc, Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Hoàng Sâm, Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang. Về phía tỉnh Bắc Giang có ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, ông Nguyễn Văn Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy Lục Ngạn, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, ông Mạc Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Chú. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Lục Ngạn cho biết, nhiệm kỳ năm 2018-2021 là nhiệm kỳ nhiều khó khăn và thách thức đối với hoạt động của công ty. Do huyện chưa có bãi xử lý rác thải tập trung, nên công ty phải đi thuê đổ rác ở các huyện và tỉnh lân cận. Giao thông đi lại khó khăn, gây ảnh hưởng đến việc chuyển và chôn lấp rác. Đại dịch COVID-19 cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của công ty. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng ban lãnh đạo và nhân viên công ty luôn xác định việc thu gom, vận chuyển rác thải là nhiệm vụ chính trị, việc bảo vệ môi trường là vấn đề quan trọng và cấp thiết hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn cho biết, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và sẵn sàng tạo các điều kiện thuận lợi để Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Lục Ngạn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty cần phải sáng tạo và đổi mới phương thức hoạt động, trang bị thêm nhiều máy móc, phương tiện hiện đại để đáp ứng sự phát triển của xã hội và nhu cầu của người dân. Đồng thời, công ty cần tiếp tục quan tâm, nâng cao đời sống cho nhân viên, công nhân vệ sinh môi trường để họ yên tâm làm việc. Tại đại hội, bà Phạm Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã đọc quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch hội cho 4 cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Lục Ngạn đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường. Lãnh đạo Trung ương hội cũng đã trao tặng lãng hoa chúc mừng thành công của đại hội. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân của công ty cũng được đón nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn và Ủy ban nhân dân thị trấn Chú.